lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thế các hữu tình bị hệ thuộc người làm chủ có làm việc gì chẳng được tự do này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc đó rồi nghĩ thế này ta nên làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình khiến họ được tự do đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép ba la mật đa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột trong cõi phật của ta không có ai làm chủ ai muốn làm việc gì đều được tự do cho đến chẳng thấy hình tượng chủ tả cũng chẳng nghe danh tự chủ tả, chỉ có như lai ứng tránh đẳng giác, dùng pháp thống nhiếp, gọi là pháp vương. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy do sáu phép ba la mật đa này, mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thấy các hữu tình có các đường sai biệt này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc đó rồi nghĩ thế này ta nên làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình khiến không có các đường thiện ác sai biệt đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta không có các đường thiện ác sai biệt, cho đến không có danh tự địa ngục, bảng sanh, quỷ giới, a tố lạc, nhân, thiên tất cả hữu tình đều cùng một loài cùng tu một pháp đó là cùng hòa hợp tu hành bố thí ba la mật đa tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa an trụ pháp không nội an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, an trụ chân như, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ.